Xin chào các bạn nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhanh về cái cách sử dụng khiển điều hòa Panasonic. Thì thông thường khi mà mới vào phòng á, thì ai cũng muốn làm sao cho điều hòa nó hoạt động thật nhanh, có gió thổi thật to để cho nó nhanh mát nhất. Bởi vì chúng ta vừa vào phòng khá là nóng. Thì để mà sử dụng cái chức năng này thì mình sẽ sử dụng như sau. Đầu tiên thì các bạn bật phím nguồn. Đấy, ví dụ bây giờ mình đang ví dụ điều hòa đang tắt này, mình bật phím nguồn lên và mình sẽ bấm nhìn nút mode này. Ví dụ điều hòa bên đang để auto thì mình bấm vào đây, cho nó thành chế độ cool, COOL là chế độ làm lạnh này. Sau đó bạn bấm vào nút powerful. Đấy, bạn bấm nút powerful thì chưa khiển nó lên chữ powerful này này. Thì đây chính là cái tính năng hoạt động max công suất của điều hòa. Khi mà các bạn bật tính năng này á thì cái điều hòa nó chỉ chạy trong khoảng 4 tiếng là nó ngắt thôi. Đấy, tối đa là 4 tiếng nếu là nó ngắt, trừ là các bạn chọn chế độ khác nhá. Còn nếu chọn chế độ này là 4 tiếng. Và trong 4 tiếng này thì điều hòa nó sẽ hoạt động là quạt gió, hoạt động max công suất này, thổi ra ào ào luôn. Và cái độ làm lạnh của nó là nhanh nhất. Thì thông thường kinh nghiệm của mình á, không ai để có 4 tiếng cả, nó như thế nó tốn điện. Và thứ hai là không cần thiết mà rất là lạnh. Thì khi mà các bạn mới vào phòng, các bạn hãy bật nguồn và bật chế độ powerful này khoảng 30 phút. Sau khi mà phòng đạt lạnh ok rồi thì các bạn tắt bỏ tính năng bằng cách bấm vào đây để tắt bỏ, và sau đó chúng ta sẽ cài đặt nhiệt độ. Thì thông thường các bạn để ở phòng thì mình hay để 26 độ, còn nếu mà các bạn muốn lạnh sâu hơn để 24 thôi, đừng để thấp quá, thì thấp quá thì nó quá là lạnh, có thể gây ho hoặc là không tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Thì với cái khiển điều hòa Panasonic này, dù nó là tiếng Anh thôi, tuy nhiên là những cái tính năng này khá là dễ để các bạn có thể làm chủ. Và ngoài ra các bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cái khiển này, nhiều tính năng hay ho, thì bạn có thể bấm vào subscribe để theo dõi kênh và xem nhiều video về chiếc khiển điều hòa Panasonic các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.